Vào khoảng 8 giờ sáng hôm nay, khi đang đi cùng người dân xã Ao Luông 1, xã Sơn A, huyện Văn Chấn đi dọc bờ suối Thia, thì ông Hà Văn Lưu đã phát hiện thi thể một nạn nhân bị lũ cuốn vào bụi tre. Ông Lưu đã báo cáo cơ quan chức năng và xác định được nạn nhân là anh Hoàng Văn Quân, trú tại Bản Thón, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn. Tiếp đó, vào lúc 9 giờ 30 sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Văn Chấn đã tìm được nạn nhân thứ hai là anh Lường Văn Nghĩa, sinh năm 1990, thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Công tác tổ chức tìm kiếm tiếp theo thì hiện nay trên suốt toàn tuyến từ trạm tấu Mù Căng Chải, trạm tấu cho đến về Nghĩa Lộ, cho đến Văn Chấn và sang Văn Yên và ra đi sông Thao. Thì chúng tôi tổ chức tất cả là 11 cái điểm canh trực, gồm có cái lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng của công an phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các huyện. Thì chúng tôi tổ chức các cái điểm trực để sẵn sàng tìm kiếm và trục vớt những cái thi thể có thể là ở dưới sông, ở các cái dòng sông. Có mặt tại hiện trường, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các đơn vị quân đội, công an khẩn trương thực hiện các thủ tục đưa nạn nhân về gia đình mai táng, đồng thời chỉ huy các lực lượng phối hợp cùng người dân rà soát dọc suối Thia, tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Theo kinh nghiệm của chúng tôi là 11 điểm từ cầu Thia cho đến là cái địa điểm mà suối Thia chảy ra sông Hồng tại huyện Văn Yên, thì chúng tôi triển khai 11 tổ tại 11 địa điểm. Trong đó thì là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là lực lượng chỉ huy chính, có sự tham gia của Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, dân quân tự vệ, công an các xã và có cái sự kết hợp của lực lượng công an. Và 11 tổ này thì chúng tôi triển khai 356 cán bộ chiến sĩ. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trong ngày hôm nay, tỉnh đã cử 7 đoàn công tác đi đến các địa phương, động viên thăm hỏi người dân, hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng tập trung lực lượng, khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh, ổn định đời sống người dân sau lũ.